Huấn luyện viên Ange Postecoglou thông báo tại cuộc họp báo ngày 10 tháng 11 rằng trung vệ Van der Ven của đội Tottenham Hotspur đã chấn thương cơ đùi nghiêm trọng và sẽ vắng mặt trong 2 tháng cho đến năm mới. Trong khi đó, tiền vệ James Maddison của Tottenham Hotspur cũng gặp chấn thương nghiêm trọng khi anh rời sân với vết đau ở mắt cá chân và có thể phải nghỉ thi đấu đến năm sau. Cả hai cầu thủ này chấn thương trong trận đấu với Chelsea mà không có va chạm với đối thủ. Maddison đã có vấn đề về cổ chân từ trước đó và chấn thương trở nghiêm trọng hơn sau một tình huống chạy đổi hướng trong trận gặp Chelsea. Trong khi đó, Van der Ven chấn thương sau một pha đua nước rút với đối thủ. Cả hai cầu thủ này đã đá chính trong tất cả 11 trận của Tottenham Hotspur ở ngoại hạng Anh mùa này và việc vắng mặt của họ sẽ là mất mát lớn cho đội bóng. Maddison và Van der Ven đều được coi là những cầu thủ quan trọng trong đội hình của Tottenham Hotspur và chấn thương của họ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của đội bóng trong thời gian tới.